thực tế làm vườn thì tất nhiên là phải bỏ công bỏ sức rồi, nhưng mà làm vườn mà coi như anh không đầu tư thì không thể làm gì được. Ví dụ như từ phấn quẹn thuốc thang hay khác cũng phải theo hướng dẫn, nhưng mà nếu như mà mình không có đầu tư thì chắc là cái đất đấy nó không lên được. Làm nông nghiệp mà có như cái sản lượng với cái chất lượng cái thực tế mà nói là cái nếu như mình ra làm sản lượng ra mà để mình dùng thì dùng không hết, mà làm cho thị trường chấp nhận được ấy, thì phải là coi như phải có chất lượng thì khi nào là mới tiêu thụ được. Chứ còn mà làm ra để cho nhiều quả hoặc là cái sản lượng cho quả xoăn, quả veo, quả to côi này khác thì người dùng lắm, anh nghĩ mình phải làm chuẩn về kỹ thuật nữa. Nhưng là biển vàng của vườn bạc rất nhiều. Anh nghĩ là cái số bệnh cũng đỡ nhiều. Tận tình với bà con nông dân mà coi như là hướng dẫn đến nơi đến chỗ lớn thì bác theo bác.